Vâng, xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ news. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Ngày hôm nay thì cũng như mọi khi, chúng ta sẽ cùng nhau đi phản biện một cái nhân vật hết sức là đặc biệt. Và cái nhân vật này cũng đã theo đuổi cái drama trong cái câu chuyện của chị Nguyễn Phương Hằng trong suốt hơn một năm qua. Có thể nói rằng cái nhân vật này không thua kém gì ông luật sư chị Trần đâu thưa các bạn. Và họ tương đồng với nhau, cũng giống như là nhạc chế Nhất Phương mà các bạn cũng đã xem cái clip trước đây. Cái câu chuyện bịa đặt của anh chàng nhạc chế Nhất Phương này khi mà tung cái luồng thông tin, cái đoạn ghi âm nói rằng là ủng hộ rồi biểu tình về bà Nguyễn Phương Hằng là hoàn toàn sai sự thật các bạn nhé. Và điều này cũng đã được rất nhiều người chứng minh cho chúng ta thấy. Vậy thì trước khi đi phản biện thì chúng ta sẽ nói thêm một cái vấn đề như thế này, ngắn thôi thưa các bạn. Đó chính là cái việc mà làm thông tin, tin tức như chúng tôi, những người làm YouTuber thì sẽ không bao giờ tránh khỏi được rất nhiều những cái luồng ý kiến đối với những người khán giả. Tức có nghĩa là cũng có rất nhiều người khán giả yêu thương và ủng hộ, đồng ý với những cái quan điểm của chúng tôi. Nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều người họ cũng có những cái quan điểm khác và họ cũng đưa ra những cái lời nói chỉ trích châm biếm chúng tôi rất là nhiều và châm biếm đến nhân vật Nguyễn Phương Hằng cũng không ít. Vậy thì một điều mà mình muốn đóng góp, góp ý cho những người đó biết được rằng tất cả chúng ta hãy nhìn nhận vào sự thật. Cái vấn đề gì mình đang chia sẻ ở trên mạng xã hội, trên không gian mạng là cái vấn đề ví dụ như anh Nhất Phương này đưa ra những cái bằng chứng, những cái đoạn ghi âm để thể hiện rằng những người kia đang biểu tình để mà làm ảnh hưởng đến bà Nguyễn Phương Hằng. Thì chúng tôi nhìn thấy nó không đúng sự thật. Chúng tôi lên phản biện và chứng minh cho các vị thấy cái điều đó là sai. Vậy thì khi các vị thấy điều đó là sai rồi thì các vị nghĩ như thế nào? Không thể nào các bạn, những người không ủng hộ đến chị Nguyễn Phương Hằng, khi mà nghe một cái câu chuyện mà nó không phải là sự thật mà lại tin vào những cái điều đó thì có phải là tai hại hay không? Chúng ta hãy thẳng thắn với nhau trên từng những cái thước video, tức có nghĩa là trên từng những cái thước video đó nó sẽ đi liền với một cái sự kiện phản biện lại một cái sự kiện nào đó thì chúng ta chỉ nói đến cái sự kiện đó thôi. Còn cái vấn đề chị Nguyễn Phương Hằng có sai phạm đối với cá nhân nào đó hoặc là có những cái lời nói xúc phạm đến một số những cái cá nhân nào đó chứ không xúc phạm đến chị, đến các anh các chị ở trên không gian mạng mà xúc phạm đến một số những cái cá nhân nào đó và cũng đã có những cái lá đơn tố cáo về những cái hành vi của chị Hằng thì chị ấy là người dám làm, dám chịu và có trách nhiệm ở trước cơ quan chức năng, trước pháp luật. Và không vì như vậy mà lại vẫn có người đến tại thời điểm này vẫn lên trên mạng xã hội để mà bêu xấu doanh nghiệp Đại Nam, bêu xấu ông Huỳnh Uy Dũng, bêu xấu đến bà Nguyễn Phương Hằng. Thì chúng tôi là những người tiếp cận trên không gian mạng, nhìn thấy được điều đó và không bao giờ chấp nhận. Đó là một cái điều mà mình muốn nói đến cho những người không yêu thích, không yêu thương gì đến bà Nguyễn Phương Hằng hiểu được ra một vấn đề. Xin chào các bạn, và nhà mình có hai dòng sản phẩm muốn giới thiệu đến cho tất cả mọi người. Đầu tiên là cái chai mật ong nguyên chất, chai này là 1 lít. Mật ong này là mật ong nguyên chất lấy từ hoa cà phê 100% thưa các bạn. Và cái sản phẩm thứ hai thì đó là cà phê. Cà phê thì mình có hai loại, một loại là cà phê hạt thô là về các bạn tự xay ra và pha chế, còn loại thứ hai là đã xay ra rồi các bạn mang về chỉ việc pha uống thôi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đi phản biện cái nhân vật mà mình nhắc đến. Cái nhân vật này mình muốn nhắc đến đó chính là cái kênh YouTube Thành Việt. Và từ khi anh ta xuất hiện trên mạng xã hội thì chưa một lần nào chúng ta nhìn thấy cái khuôn mặt của anh ấy. Không biết là thần bí như thế nào hoặc là có thể anh ta làm một cái vấn đề gì đó, ví dụ như là luật sư hay là giáo viên chẳng hạn. Và anh ấy không muốn xuất hiện trước ống kính, chỉ thể hiện qua những cái lời nói thôi. Và cái giọng điệu của anh Thanh Việt này cũng giống, gần như là giống với nhạc chế Nhất Phương. Video mà mình muốn phản biện đối với các anh Thanh Việt này nó mang một cái tựa đề là Hành trình phiêu bạt giang hồ của anh chị Đại Nam. Đại Nam thì anh ta viết tắt là DN, còn ông Dũng và Hằng thì anh ta lại nói lái là anh chị Khàn. Rất là mỉa mai thôi các bạn, nhưng thôi không sao, chúng ta sẽ đi phản biện lại những cái vấn đề mà anh ta nói. Và có hai cái nội dung mà mình muốn phản biện anh này, bởi vì cái video clip của anh ta nó gần tới 1 tiếng lận, cho nên mình đã nghe hết và có thể tổng hợp lại và phản biện với hai cái nội dung chính ở trong cái clip này. Cái nội dung thứ nhất
là vu khống cho Đại Nam, vu khống cho ông Huỳnh Uy Dũng và kể cả là vu khống cho nhà nước. Cái vấn đề thứ hai, nội dung thứ hai đó thưa các bạn, đó chính là nói sai sự thật, đơm đặt thêm bớt, lèo lái dư luận nghĩ rằng ngân hàng OCB đã siết nợ với những cái lô đất của Đại Nam. Xin mời tất cả cô chú anh chị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Năm 2021-2022 thì ngày hôm nay sau nhiều tập nói về cái vị có chức sắc trong giáo hội thì ngày hôm nay Thanh Việt trở lại để cập nhật một số cái tin tức của anh chị Kha nhà ta với cái anh Thanh Việt này cùng với lại luật sư Sĩ Trần đã có một cái khoảng thời gian rất là dài trong cái câu chuyện của Thiền Nam bên bờ vũ trụ và có những cái vấn đề liên quan đến Thượng tọa Thích Nhật Từ. Nói cách khác là lên phản biện và đấu tranh đối với Thượng tọa Thích Nhật Từ. Nói cách khác là bôi xấu ông Thượng tọa Thích Nhật Từ, thưa các bạn. Mình không hiểu tại sao Thượng tọa Thích Nhật Từ lại có nhiều kẻ thù đến như vậy. Và những người này liệu có những cái xích mích gì đối với Thượng tọa Thích Nhật Từ hay không? Hay là chỉ nhìn nhận sơ sài về cái bản chất sự việc của Thiền Nam bên bờ vũ trụ rồi mang Thượng tọa Thích Nhật Từ ra để mà sâu xé, để mà nói sai sự thật. Cái vấn đề này cũng rất mong Thượng tọa Thích Nhật Từ để tâm tới, bởi vì nó gây ra ảnh hưởng không những là cho cá nhân của Thượng tọa Thích Nhật Từ mà nó còn gây ảnh hưởng đến giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là một cái điều mà chúng ta hết sức phải chú ý, và chính cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng phải nên có những cái biện pháp để mà răn đe đối với những cá nhân này. Đề là hành trình phiêu bạt giang hồ. Trước khi bắt đầu chương trình, cho phép Thanh Việt được gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và rồi, chúc quý vị cảm ơn. Một ngày thật là yên vui, hạnh phúc bên gia đình cũng như là trong công việc. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, đầu tiên thì như quý vị đã biết, chị nhà ta thì đi du lịch ở 29 cộng 1. Anh nhà thì ở bên ngoài, những quý vị, mặc dù là được mệnh được cho là sung sướng hơn, tuy nhiên theo Thanh Việt nghĩ cái công việc của anh Khang trong thời gian gần đây là một công việc còn đa đoan hơn là cả chị Khang. Tại sao vậy quý vị? Từ hồi trước đến giờ chúng ta cái nghĩa của cái từ đa đoan này theo mình biết đó, thì nó là tiêu cực, và thường thường thì nó chỉ mang ra để mà châm biếm đối với những người phụ nữ thôi, thưa các bạn. Nhưng thôi, anh ta nói gì thì chúng ta nghe đó. Nhận diện anh chị này qua cái danh xưng là đại gia đất Bình Dương, những cái vị đại gia của những khu công nghiệp. Tuy nhiên cái đó chỉ là một con hổ giấy. Giờ này thì đại gia nó cũng đã không còn nữa, những quý vị, nó chỉ còn là gia. Như thế nào gọi là hổ giấy, thưa các bạn? Nếu mà nói về là hổ giấy á, thì giống như là một cái quả bầu quả bí gì đi, mà ở bên trong nó trống rỗng, nó không có cái gì cả, nó chỉ có vẻ bề ngoài thôi. Tại sao anh lại có thể chủ quan để mà xóa mờ đi một cái nhân vật có kiến thức và rất chi là giỏi như ông Huỳnh Uy Dũng? Bởi vì các bạn phải biết rằng ông ấy giỏi thì mới có được ngày hôm nay, mới xây dựng nên được rất nhiều những cái khu công nghiệp sóng thần và có rất nhiều những cái khu đất. Và nguồn gốc đất ở đâu thì chút xíu nữa anh chàng này nói thì chúng ta sẽ đi phản biện lại những cái vấn đề đó để không làm rối cái câu chuyện lên, thưa các cô chú anh chị. Da bọc xương thịt thì cũng mất hết rồi quý vị. Cái tài sản có được, đất đai cẳng cánh cò bay thì cũng chỉ là đất, gọi là quyền sử dụng đất. Những cái giá trị thực sự, những quý vị, thì đã đem ra và dùng để thế chấp rồi mượn tiền ở đầu này đắp tiền vào ở cái đầu bên kia. Anh Khang thì thực sự gọi là anh hùng của quảng cáo thôi các bạn, thời cuộc, anh hùng của thời cuộc, mượn tiền của đầu này đắp tiền vào đầu kia. Một cái câu rất là ngắn thôi, thử hỏi các doanh nghiệp trên cái đất nước này, thậm chí là ở ngoài thế giới, có doanh nghiệp nào không nợ không, thưa các cô chú anh chị? Có doanh nghiệp nào không nợ không? Bắt buộc họ phải nợ. Nhưng cái điều mà chúng ta chưa nhìn thấy rõ ở Đại Nam là điều gì, thưa các cô chú anh chị? Là cái việc mà Đại Nam
không lên sàn chứng khoán. Cho nên cái số tiền, cái tài sản của Đại Nam chúng ta không thể tính được, bởi vì tiền của họ là trong tay họ. Khác hẳn với những cái tập đoàn lớn như Vingroup của chú Phạm Nhật Vượng hay là những công ty lớn khác. Cho nên chúng ta cũng đừng nên sơ sài để mà đánh giá một con người như vậy. Dù gì thì họ cũng có rất nhiều những cái khối tài sản trong tay, không như chúng ta, không như bản thân, kể cả là cái anh Thanh Việt này. Không biết là anh ta có giàu có hay không, không biết là anh ta có giỏi giang hay không, nhưng cái bề nổi mà chúng ta nhìn thấy từ ông Dũng Lò Vôi thì cũng đã được chứng minh qua rất nhiều những cái trang báo chính thống từ trước đây, từ năm 80 mấy đến nay, thưa các cô chú anh chị, chứ không phải là đơn giản. Vào những cái năm đầu năm 1980 tới 1990, Mới nói xong. anh Khang thực sự đó quý vị nhờ được là vì Thanh Việt gọi là anh hùng của thời cuộc. Vì vào thời điểm đó với những cái sự lanh lợi, biết nắm vững thời cơ, biết quen rất là nhiều người ở khu vực Sông Bé, nên anh Khang ngoài cái việc quen biết đó còn lợi dụng vào cái gia đình nhà vợ. Vợ đây là vợ, người vợ đầu của anh Khang nha quý vị, chứ không phải là cái chị Khang này. Thì Nói chung á, anh chàng này nói rất là mâu thuẫn. Lúc đầu thì anh ấy nói là hồ giấy, ông Dũng Lò Vôi là hồ giấy. Lúc sau á thì lại nói rằng là anh hùng của thời cuộc. Và sau nữa thì lại châm biếm là nhờ bên nhà vợ. Mình nói thật với các bạn, nếu mà không có cái sự quan hệ giỏi giang, không có những cái vấn đề liên quan đến nghĩ ra cái những cái vấn đề về khu công nghiệp này, khu công nghiệp kia, thì làm sao mà ai mà dám duyệt cho ông ấy làm ra những cái vấn đề đó. Và đâu phải nghĩ thôi là nó đầy đủ, mà khi nghĩ ông ấy phải vẽ ra, phác thảo ra và lập ra một cái kế hoạch sâu ra cho tất cả những người lãnh đạo biết được là tôi làm được cái này và tôi sẽ làm như thế này, như thế kia, để cho làm sao chứng minh được cho những người lãnh đạo kia biết rằng cái này nó mang lại hiệu quả cao về sau này. Đúng không ạ? Chứ đâu hề đơn giản rằng tôi đưa ra một cái vấn đề gì đó tôi trình cho ông thì ông duyệt cái rẹt, mặc dù ông chưa biết nó có hiệu quả hay là không. Không có đâu thưa các bạn, nó không hề đơn giản như vậy đâu. thưa quý vị, là vì những cái công việc đó nên anh được rất là nhiều đất, mà đất dùng để các khu công nghiệp. Đất khu công nghiệp này thì quý vị cũng đã nghe Thanh Việt nói nhiều lần lắm rồi, đó là đất của người dân làm về nông nghiệp. Khoan khoan, cho mình cắt lời một chút xíu. Anh ta bỏ qua cái giai đoạn ông Dũng làm về bên phía lò vôi, và thực sự thì cái khi mà ông ấy sản xuất vôi đó thưa các bạn, thì ông ấy đã rất là thành công, và những cái thành công đó mang lại cho ông ấy cái tiếng tăm và tiền bạc. Và sau nữa là tiếp quản một cái công ty đang phá sản các bạn nhé, đang trên đà phá sản, và ông ấy đã vực dậy cái công ty đó chỉ với một điều kiện thôi, chỉ với một điều kiện thôi, ông ấy muốn được 10% trên tổng giá trị lợi nhuận của công ty sau khi thành công. Các bạn thấy ông ấy có đơn giản hay không? Chỉ 10% thôi, sau đó lấy 10% đó tách ra riêng làm. Đó là công ty Thanh Lễ. Thưa các cô chú anh chị, chúng ta sẽ cùng đi nghe tiếp. Rồi đất nông nghiệp này được bán với cái giá rất là rẻ cho nhà nước, để nhà nước chuyển cho các cái chủ đầu tư để xây dựng các cái khu công nghiệp. Thì trong đó có anh Khang là một trong những người. Mình muốn nhấn mạnh cái đoạn này, cái nội dung mà mình muốn nói đến nó liên quan đến cái đoạn này của các anh chàng Thanh Việt này, và mình muốn phản biện và cũng như là chứng minh cho tất cả các cô chú anh chị biết được rằng cái đoạn này anh ta đang sai, đang vấp, và vấp rất nặng. Thưa các cô chú anh chị, chúng ta sẽ cùng đi nghe lại để có thể nắm rõ được nguyên văn những cái câu nói của anh ta. Đã nghe Thanh Việt nói nhiều lần lắm rồi, đó là đất của người dân làm về nông nghiệp. Rồi đất nông nghiệp này được bán với cái giá rất là rẻ cho nhà nước, để nhà nước chuyển cho các cái chủ đầu tư để xây dựng các cái khu công nghiệp. Thì trong đó có anh Khang là một trong những người nhận được rất là nhiều đất để làm các khu công nghiệp trong cái tiến trình mà gọi là cải cách phát triển kinh tế cho Bình Dương. Thì thưa quý vị, với những cái mảnh đất như vậy đó,
thì thực sự ra anh Khang cũng đã kiếm vào cũng khá là bộ. Tuy nhiên người ta nói rằng những cái tiền của mà nó không phải trực thuộc của mình thì đầu tư vào những cái chuyện kế tiếp đó quý vị thường thường là không được may mắn. Tại sao mà Thanh Việt lại nói Không được may mắn mà nó kéo dài tới bây giờ. Kính thưa các cô chú anh chị, đó chính là cái việc mà anh ta đang nói đến cái vấn đề là ông Dũng đã thực hiện những cái vấn đề o ép cùng với nhà nước để o ép người dân đang sản xuất nông nghiệp ở nơi đây mua lại hết toàn bộ đất của họ để mà thực hiện cái vấn đề xây cái khu công nghiệp. Và cái vấn đề nó nặng hơn nữa, đó chính là cái việc mà nhà nước sau khi mua lại đất của dân với giá rẻ thì lại giao cho cá nhân ông Dũng. Không có đâu thưa các bạn, không có cái câu chuyện đó đâu. Làm sao mà tự nhiên mà giao được? Phải nói rằng nhà nước bán dự án cho doanh nghiệp và doanh nghiệp phải bỏ tiền ra để mà mua. Ví dụ như dự án đất sử dụng là 50 năm chẳng hạn. Còn cái vấn đề mà mua đất của người dân với giá rẻ thì nó lại là không đúng. Bởi vì theo cái giá trị thực tế ở ngay cái thời điểm ngày trước đó thì cho chúng ta thấy rằng cái giá trị đó rất là thấp và nó cũng theo cái giá trị đất ở thời điểm đó, chứ không thể nào mà nói rằng lấy cái thời điểm đó mà so sánh với thời điểm hiện tại được. Đúng thật, nếu mà thời điểm hiện tại chúng ta nhìn thấy cái giá đất ngày xưa thì nó cực kỳ là thấp, nhưng mà khi mà chúng ta đối chiếu với những cái vấn đề giá trị thực tế của tỉnh Bình Dương, của tỉnh Sông Bé đó, ở cái giai đoạn mà năm tám mấy đó, thì giá đất khi mà đền bù cho những người dân này là hết sức thỏa đáng. Và lại các cô chú anh chị và các bạn cũng đã nghe ông Dũng đã khẳng định trên rất nhiều những cái buổi livestream nói rằng tất cả những người dân Bình Dương thuộc cái diện trong những cái khu sóng thần trong cái đất của Đại Nam đó, từ trước đến nay có người nào lên tiếng nói ông Dũng là như thế này, bằng như thế này kia chưa? Có bao giờ mà họ nói rằng ông Dũng cướp đất của họ chưa? Làm gì có. Nếu có thưa các cô chú anh chị thì tại sao ngay cái việc lùm xùm như mới đây Đại Nam có thể là gặp một số những cái khó khăn nhất định mới đây thì họ lại không lên tiếng đi, họ không mượn gió bẻ măng, họ nói luôn đi, không có. Và ông Dũng cũng đã khẳng định rằng cái đất đền bù cho người dân đúng ra là đền bù 1 đồng cho người dân thì ông ấy mua với giá là 3 đồng chứ không hề thấp hơn với giá của nhà nước. Đó là một cái điều mà chúng ta đã từng nghe từ chính miệng ông Huỳnh Uy Dũng nói cho chúng ta nghe. Đó là mình chưa nói đến cái việc mà ông Huỳnh Uy Dũng cũng đã làm những cái sự việc thiết thực, hết sức là thiết thực đối với người dân Bình Dương, là xây rất nhiều những cái con đường ở cái tỉnh này. Và có rất nhiều những người khán giả đã gọi đến cho mình và họ cũng đang ở Bình Dương, và những cô chú này họ cũng đã rất là lớn tuổi và họ biết được những cái vấn đề liên quan đến ông Dũng Lò Vôi là ai và ông ấy đã làm gì cho tỉnh Sông Bé ngày ấy và Bình Dương ngày nay. Không hề đơn giản như anh chàng Thanh Việt này nói. Chúng ta sẽ cùng đi nghe tiếp xem anh ấy nói gì. Không phải tiền của mình thì thưa quý vị, dĩ nhiên là khi mà anh Khang nhận làm chủ đầu tư thì anh Khang lại quảng cáo rồi. Phải có tiền đền bù chứ anh Khang không thể nào cướp đất được, đúng quý vị. Tuy nhiên người ta dùng cái danh từ cướp đất á, nó gọi là tăng cái phần gọi là kịch tính cho cái câu chuyện. Ủa sao lại tăng cái phần kịch tính được anh? Cái vấn đề mua lại đất nó là một cái vấn đề khác hẳn so với việc cướp đất. Mua lại đất nó là hợp pháp, còn cướp đất nó là vi phạm pháp luật. Làm sao mà có thể đánh đồng hai cái cụm từ này được? Đúng không ạ? Sao? Tự vì ví dụ giá đất là 100 ngàn một mét vuông, thì mình lấy một con số chẵn 100 ngàn một mét vuông. Thì vì là đất nông nghiệp trở thành là đất công nghiệp để giúp một tay phát triển cho cái vùng của Bình Dương, nên là có khi đất chỉ trả với cái giá là 10 ngàn, nhưng mà vì thay vì là 100 ngàn. Vì cái lý do như vậy nên là khi mà anh Khang nhận được cái đất với cái dưới dạng là công nghiệp thì anh Khang, như quý vị đã biết, sẽ tìm rất là nhiều cái thủ thuật để có thể biến cái đất công nghiệp trở thành đất nhà ở. Thì dĩ nhiên là Anh này đang rút ngắn cái quá trình mà cơ quan chức năng họ xử lý, giải quyết những cái vấn đề đất đai cho doanh nghiệp đó. Và cái vấn đề mà anh ta muốn nói đến là ví dụ như giá đất
là 100.000 thì những người dân nơi đây chỉ được hưởng có 10.000 thôi. Điều này có phải là anh đang nói đến cơ quan ban ngành của tỉnh Bình Dương lúc này đã thực hiện sai phạm o ép người dân hay không? Có đúng vậy không ạ? Nhưng cũng như mình nói lúc nãy đó, với giá đất tại thời điểm đó, ví dụ 1 đồng thì ông Dũng đã trả cho họ 3 đồng, chứ không hề ít. Và mình nghĩ rằng những người dân nơi đây khi đó đã cảm thấy rất là hợp lý. Anh Thanh Việt này, anh ấy đang rút ngắn lại cái công tác thực hiện của cơ quan ban ngành của tỉnh Bình Dương đó, thưa các cô chú anh chị. Nói thì dễ, làm không phải dễ, đúng không quý vị? Để Đúng. biến một cái đất từ đất công nghiệp mà đổi thành cái mục đích sử dụng là đất nhà ở lâu dài đó quý vị, 50 năm đó, không phải là chuyện đơn giản. Dĩ nhiên là có cách và anh Tấn Khang cũng đã thành công. Một trong những cái phương pháp đó là dùng để xây dựng nhà ở cho các cái công nhân trong cái khu công nghiệp đó. Đúng Thì rồi, cái nó quá hợp lý. giá mà chuyển nhượng lại đó quý vị, từ đất công nghiệp trở thành đất nhà ở nó cũng sẽ rẻ hơn. Và đồng thời anh Khang cũng xin là cắt bớt một phần để có thể dùng cái tiền đó, những quý vị dùng cái tiền mà cắt cái đất mà được cắt ra đó rồi bán lại đó, sang trên bán lại đó, bán lại cũng là bán quyền sử dụng đất, nhưng quý vị trong việc bán đất, đất cũng vẫn là thuộc của nhà nước. Thì khi mà bán cái quyền sử dụng đất đó, anh Khang lấy mục đích là gì? Góp vốn đầu tư. Tại sao có vốn đầu tư? Là vì cái công trình, cái khu công nghiệp đó, nó ngốn cái số tiền rất là lớn để xây dựng các cái hạ tầng. Như mình cũng đã chia sẻ với tất cả các cô chú anh chị có ở trong một cái clip, đó chính là cái việc cái quyền sử dụng đất đối với ông Huỳnh Dũng là quyền sử dụng đất với thời hạn là lâu dài chứ không phải là 50 năm. Và cái việc công nhận quyền sử dụng đất này nó được bên Tài nguyên Môi trường ký và phê duyệt, còn bên Bộ Xây dựng là khác thưa các bạn. Có một số những cái trục trặc, nhưng theo những cái vấn đề mà ông Dũng chia sẻ thì ông ấy đang làm đúng theo các quy định của luật đăng ký đất đai trong các quy định của nhà nước ban hành. Vậy thì cái vấn đề mà ông ấy đang yêu cầu để làm rõ những cái vấn đề đó, để hỗ trợ ông ấy hoàn thành những cái vấn đề đó, thì nó cũng đang trong quá trình để mà xử lý, để mà giải quyết, chứ vẫn chưa có một cái kết luận nào đó chính xác nhất từ cái khu đất của Đại Nam. Và rõ ràng cái đất này là đất của ông ấy. Ông ấy đã bỏ tiền ra mua ngay tại thời điểm ban đầu để mà phát triển lên cái khu công nghiệp, là người tiên phong, là người đi đầu trong cái công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung. Thì các bạn thử hỏi xem ông ấy có giỏi hay không. Một người phải xuất sắc và có được những cái vấn đề nhìn nhận về tương lai, về những cái nhận định đánh giá đối với cái nền kinh tế của khu vực thì mới có thể đưa ra những cái đóng góp cho chính tỉnh Bình Dương. Các bạn có thể thấy được rằng có rất nhiều những cái nhà máy khu công nghiệp với rất nhiều những cái ngành nghề khác nhau mọc lên ở cái khu công nghiệp này, và kéo theo đó là công việc dành cho rất nhiều những người, tạo công ăn việc làm cho rất nhiều những cái cá nhân có thể là đang thất nghiệp hoặc là không có việc làm, hoặc là xin việc nhưng mà lại lương thấp, giúp đỡ ổn định về kinh tế gia đình của họ. Đó là một cái điều hết sức là tuyệt vời. Và theo mình được biết thì độ lấp đầy trong cái khu công nghiệp này nó chiếm đến thời điểm hiện tại hình như là 67%. Đó, nó chỉ còn có 33% nữa là lấp đầy hoàn toàn cái khu công nghiệp này. Và chúng ta sẽ cùng đi nghe anh này nói tiếp. Khu công nghiệp thì anh Khang cần phải có vốn, mà muốn có vốn thì phải đi mượn ngân hàng Đúng hoặc rồi. là bán những cái đất đó. Thì nó đã có nhiều cái chiêu thức đã được thực hiện vào thời điểm đó. Thì Thanh Việt vừa mới tóm tắt cho quý vị là tại sao anh Khang có nhiều đất như vậy, và một số đất đã được đem đi bán với cái danh nghĩa là góp vốn đầu tư. Và những cái khu đất mà bán góp vốn đầu tư đó quý vị, bán quyền sử dụng đất đó, nó gọi là khu nhà ở. Thì hiện nay cái khu nhà ở mà nổi tiếng nhất tại Bình Dương đó là khu nhà ở khu đô thị, khu đô thị ở Thủ Dầu Một quý vị nhé, khu đô thị Thủ Dầu Một. Câu chuyện khu đô thị tại Thủ Dầu Một thì Thanh Việt cùng với những cái các cái người làm truyền thông trên YouTube cũng đã nói rất là nhiều, có những cái Thanh Việt gọi là tân tuổi trong cái khu nhà ở này. Tân tuổi là vì sao? Là vì cho tới thời điểm này, mặc dù có sổ đỏ, có sổ hồng, nhưng mà anh Khang vẫn không có được quyền xây dựng vì sử dụng sai mục đích. Sử dụng sai mục đích tại sao thì Thành Điệp vừa mới giải thích rồi, những cái ngõ ngách, nghe quý vị, chuyển đổi cái mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, công nghiệp rồi trở thành đất nhà ở lâu dài 50 năm như vậy đó, thì hoặc là nhà ở đất lâu dài không có thời hạn nữa, thì nó rất là rắc rối. Thì thưa Sao lại quý rắc vị nào rối muốn được? tìm hiểu hết. Cái đất mà không có thời hạn sử dụng
Tức có nghĩa là cái đất lâu dài đó thưa các bạn. Thì làm sao mà có thể nói là rắc rối được ha? Và cái vấn đề này cũng đã được truyền thông báo chí họ cũng đăng tải lên các trang mạng của cổng thông tin điện tử, cũng đã có những cái thông tin này rất là đầy đủ về cái mục đích sử dụng của cái khu đất ở tại Bình Dương của ông Dũng Lò Vôi, nó thể hiện rất là rõ ràng. Tất nhiên doanh nghiệp nào cũng vậy thôi thưa các cô chú anh chị, cũng có lúc này lúc kia, có lúc gặp khó khăn, có lúc suôn sẻ, nhưng chúng ta không thể thấy những cái lúc họ khó khăn mà chúng ta lại đi họ xuống dưới đáy của lòng sông được. Chúng ta lại nhìn một cách là tiêu cực đối với họ được. Như vậy nó hèn lắm, nó quá hèn, chứ không phải là hèn bình thường nữa. Bởi vì khi xuất hiện trên mạng xã hội, khi chúng ta nắm bắt được những cái thông tin này nó chưa được rõ ràng, hoặc là nắm bắt theo kiểu một chiều, theo kiểu báo lá cải, thì chúng ta đừng nên chia sẻ. Bởi vì chia sẻ những cái vấn đề đó, nó gọi là xuyên tạc, nó không đúng sự thật. Và nói cách khác là nó chưa đúng sự thật. Nó gây ảnh hưởng rất là lớn đối với doanh nghiệp mà chúng ta nói đến. Vậy thì những cái vấn đề mà họ ảnh hưởng là gì? Là sự uy tín này, là cái bộ mặt này, và cái danh dự của cá nhân người đứng tên lãnh đạo công ty. Vậy những cái mất mát thiệt hại đó ai sẽ là người đền bù cho họ? Và liệu những cái số tiền đền bù đó có đủ để cho những cái mất mát của họ hay không? Bởi vì tiền họ không có thiếu, mà cái họ cần ở đây đó chính là cái lòng tin. Lòng tin của những người khách hàng, của chính bản thân họ đã bị đặt ra một cái dấu chấm hỏi vì những cái lời nói, vì những cái phát ngôn, vì những cái ý kiến sai lệch ở trên không gian mạng. Thôi thì chúng ta sẽ đi nghe tiếp về một cái phần này nó liên quan đến ngân hàng OCB, và chúng ta sẽ cùng đi nghe anh Thanh Việt này nói gì về cái vấn đề OCB các bạn nhé. Tức là chiếm chỉ có 10% thôi, khách hàng còn nhiều, thưa quý vị, còn nhiều lắm trong cái khu đó, nên là cái con số này không nhầm nhò gì cả. Nghe thì thấy nó như vậy nhưng mà cũng không phải là một con số đáng kể, nhưng quý vị nhé, không đáng kể. Quý vị, tại sao anh Việt nói vậy? Mặc dù là có 2.000 máy trừ đi 220, còn lại cũng khoảng chồng chèm 2.000, quý vị, chồng chèm 2.000 lô, nhưng mà phân nửa đã đưa cho ngân hàng OCB rồi, thưa quý vị, phân nửa đã đưa cho ngân hàng OCB rồi. Tại sao vậy? Tại vì ngân hàng OCB hiện nay là giữ 1.104 lô, để làm gì? Để thay thế cái nghĩa vụ trả nợ. Một số quý vị hỏi rằng, ủa vậy là khi mà mượn nợ đó, anh Khang có thế chấp cái gì hay không? Thì thưa quý vị, có anh Khang khi mà mượn nợ của ngân hàng OCB cũng có thế chấp, cũng là những lô đất này, thưa quý vị, cũng là những lô đất này. Như vậy là có đến hai giai đoạn anh Khang thế chấp, đi thế chấp dùng những cuốn sổ đỏ, đó là một vụ rồi. Sau đó anh Khang không trả nợ được, phải đi thông qua ngân hàng OCB để đưa thêm 1.104 lô nữa. Đúng. Để làm gì quý vị? Để trả nợ. Nó gọi là, gọi một cái danh từ ở bên ngoài đời cho nó dễ hiểu đó quý vị, nó gọi là gì quý vị? Siết nợ. Nhưng quý vị nha, siết nợ. Siết nợ. Nói. Cái vấn đề mà mình muốn nhắc đến là ở đây, thưa các cô chú anh chị. Cái khái niệm này nó sai hoàn toàn. Siết nợ nó đâu thể nào đơn giản như vậy thưa các bạn. Các bạn có thể thấy được rằng là có ai mà đi siết nợ mà cái người nợ lại mang tài sản đến cho người siết hay không? Làm gì có. Và tại sao họ lại siết nợ? Là vì khách hàng của họ, tức có nghĩa là khách hàng của ngân hàng, ví dụ như ngân hàng OCB, những người khách hàng này họ không còn đủ khả năng để mà trả nợ. Đó. Thì ngân hàng với thực hiện những cái giấy tờ liên quan, hợp đồng rồi này kia, rồi đưa ra tòa một cái quá trình nữa, và có cái kết luận của tòa án rồi á, thì mới cùng thi hành án đến cái cơ sở đó hoặc là đến cái cá nhân đó để mà thực hiện là thu hồi cái tài sản cho họ, ví dụ nhà cửa này kia đó, chứ không hề đơn giản mà tự nhiên nói rằng siết nợ mà Đại Nam lại mang thêm đất để mà đưa cho ngân hàng OCB. Các bạn phải đọc kỹ những cái dòng mà báo chí thể hiện rất là rõ. Ông Dũng Lò Vôi dùng 2.200 lô đất để thay thế nghĩa vụ trả nợ. Đó là một cái câu mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Anh Thanh Việt này nói thì là sai hoàn toàn rồi, cho nên mình muốn phản biện lại những cái vấn đề này là vậy. Nó có hai giai đoạn, đúng, nó có hai giai đoạn, và cần phải nói rõ ràng ở đây, nói thẳng ở đây là có thể Đại Nam đang gặp khó khăn trong làm ăn kinh tế,
và cũng chưa đủ tiền ngay tại thời điểm đó để mà trả cái khoản nợ cũ cho ngân hàng. Như các bạn có biết là cái khoản nợ cũ của Đại Nam nợ ngân hàng OCB là bao nhiêu hay không? Chính lãnh đạo của ngân hàng OCB cũng cho chúng ta thấy rõ một điều rằng Đại Nam chỉ nợ ngân hàng OCB hơn 1.000 tỷ thôi. Và ông Dũng ngay sau đó cũng đã trả bớt cho ngân hàng OCB là 450 tỷ, thì cái số tiền còn lại nó chỉ có hơn 600 tỷ thôi. Đúng không ạ? Hoặc là 600 tỷ thôi. Vậy thì 600 tỷ đó công ty Đại Nam có thể là họ đang đầu tư hoặc là dồn tiền đầu tư ở một cái vấn đề nào khác. Nói thẳng ra là họ chưa có tiền mặt để mà chi trả cho cái số nợ cũ. Và họ nói rằng chúng tôi có tài sản và chúng tôi khẳng định với quý vị là chúng tôi sẽ trả cái khoản nợ này vào một cái thời điểm nào đó mà do chính ông Dũng ký kết với bên ngân hàng OCB và được sự đồng ý của ngân hàng OCB thì mới có cái câu chuyện đó. Và điều này nó gọi là thế chấp, chứ không hề có cái việc là siết nợ như các anh Thanh Việt này nói, sai hoàn toàn thưa các bạn. Và mới đây thì ông Dũng cũng đã có tiền để mà lấy hết những cái cuốn sổ đó ra rồi. Vậy anh Thanh Việt này, thử hỏi anh Thanh Việt này là tại sao anh không hỏi là vì đâu mà ông Dũng lại có những cái số tiền lớn đó để mà chi trả cho ngân hàng OCB để lấy sổ về? Có phải là lấy sổ về thì phải trả hết tiền cho họ mới lấy được sổ về hay không? Đúng không ạ? Cái vấn đề mới đây mà các cô chú anh chị thấy ở trên báo chí đó là hai từ giải chấp. Ông Dũng đã giải chấp, tức có nghĩa là ông Dũng đã hoàn thành cái việc trả nợ cho ngân hàng OCB và cầm tất cả những cái bìa mà ông ấy thế chấp ở ngân hàng OCB mang về phòng đăng ký đất đai để xóa thế chấp. Và điều này cũng đã được sự phê duyệt, sự chứng kiến của Tài nguyên Môi trường của tỉnh Bình Dương. Đó là một cái vấn đề hết sức là rõ ràng mà anh Thanh Việt này không biết tại sao lại nói cái vấn đề này nó sai như vậy. Nói cho đã để cho những người khán giả trên kênh của anh ủng hộ anh hay sao? Anh có biết làm như vậy ảnh hưởng đến doanh nghiệp Đại Nam rất là nhiều hay không? Mà Đại Nam có tội tình gì với anh? Cho dù anh có không ưa bà Nguyễn Phương Hằng thì đó là cái chuyện cá nhân của anh đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng đâu đó Đại Nam là một doanh nghiệp đang ở trên cái đất nước của anh, đúng không ạ? Đó, nơi anh sống. Vậy thì ngày xưa anh có phải là công nhân của Đại Nam mà bị Đại Nam đuổi hay không? Hay là anh có phải là nhân viên giữ xe của Đại Nam rồi ông Dũng ông ấy đuổi anh ra ngoài không? Không có đúng không? Không có, vì sao anh lại làm những cái câu chuyện này làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp của họ nhiều như vậy? Hãy xem lại bản thân tư cách của mình khi mà làm những cái thước video này, chỉ mang tiếng xấu cho cuộc đời và cũng có thể mang tai tiếng cho bà con làng xóm. Và khi con cái anh nhìn nhận người bố của mình tại sao lại nói sai sự thật như vậy, thì liệu bản thân anh nghĩ gì? Mình biết rằng mình có nói thì những người này cũng không nghe đâu thưa các cô chú anh chị. Nhưng cái điều mà chúng ta muốn nói ở đây là hướng đến những cái vấn đề tích cực trong xã hội, và chúng ta phản biện nhau trên cái khía cạnh là sự thật. Tất cả phải được xây dựng từ sự thật, và từ cái sự thật đó thì ai muốn bóc tách cái câu chuyện đó ra như thế nào thì bóc tách đó. Có những người bóc tách theo chiều hướng này thì chắc chắn sẽ có người bóc tách theo chiều hướng khác, và như thế hai bên phản biện nhau thì nó sẽ ra một cái vấn đề mà chúng ta cần hướng đến. Và do cái thời lượng clip nó cũng dài, mình xin được tạm dừng cái clip tại đây. Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn trong clip tiếp theo. Nhớ đừng quên nhấn đăng ký, like, share video giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại.